Được rồi, đây rồi, chào các bạn, xin lỗi các bạn. Rồi chào Hấp Sang, à đây vừa thấy đây xong đúng không? Hải Sang công bao hoa, Hải Sang quý Sang công bao hoa, toàn những gương mặt quen thuộc đó. Như đã hứa thì hôm qua mình có buổi livestream rồi, hôm nay tranh thủ rảnh một chút là lại lên live cùng với các bạn, ngay cả giờ này bên Nhật cũng hơi muộn rồi đúng không? Không sao hết, muộn tranh thủ học tí rồi thì đi ngủ nha. Nào để tránh mất thời gian, các bạn chúng mình sẽ bắt đầu luôn nha. Hay Sang đều là hả chị mình mà show mi có. Hay Lý Sang công bao. Nào chúng mình khởi động một chút nho nhỏ với cả cái phần từ vựng nha. Rồi, câu đầu tiên mọi người chọn gì nào? Chúng mình hãy cùng comment số thứ tự này kèm thêm đáp án nữa nhé, để xem đáp án là gì nào. Chào Trang. Rồi, chào Giang. Xin chào em với chào đây, Long Giang. Tên chính xác là Long hay là Giang ta? Xin gọi cho đúng nè. Rồi, bạn Tâm Anh rất là nhanh đúng không? Câu 1 chọn đáp án 2 chính xác chưa? Ừ đấy, kèm theo cả nghĩa đấy nhá. Được rồi, ok, chính xác đúng không ạ? Thì câu này sẽ là Kono gang Ganseki đúng không? Nếu á, shitsu no i tetsu ga fukumarete iru. Này chưa? Đúng rồi, đúng không? Nhưng cái từ khác mình rất muốn các bạn sẽ hình dung thêm từ khác, bởi vì khi một động từ mà nó ở trong các câu ấy, nó không chỉ đơn giản là nó chia đúng cái động từ. Khi mình học sơ cấp thì mình học theo kiểu mát sự đúng không? Rồi khi học Mimikara, các bạn thấy hoặc là bất kỳ sách nào từ vựng của cao cấp và trung cấp chẳng hạn thì nó đều chia thể từ điển. Thế nhưng mà cái động từ của mình đây nó chia thể nai, thể tạo, thậm chí là thể điều kiện, thể bị động như đây chẳng hạn đúng không, thì mình sẽ rất là khó xác định được xem là đấy từ nào. Thì trong trường này đúng rồi, nó sẽ là phu cư mự từ gốc của nó ấy đúng không, phu cư mự chia sang thành phu cư marete masu, chuẩn xác. Thì câu số 1 biết nghĩa của nó là gì không? Đó, một động từ được chia sang cái khác, tất nhiên là có những từ sai nhưng hầu hết các từ đây đang có nghĩa đúng nhé. Chỉ có điều là không phải chữ Hán thôi, nhưng mà mình cũng muốn các bạn hình dung chia về cái dạng đúng của nó để xem nghĩa của nó là gì, đúng không? Rồi chữ chữ marete là cái gì nhỉ? Takumarete nữa chẳng hạn ấy. Đó, mình muốn các bạn nhớ cả những từ đấy nữa nhá. Rồi ok. Nhưng comment rất nhanh, kanji mà, thế nên là rất thích học những phần khác đúng không? Thì mình giới thiệu thêm nhá. Kumarete xuất phát nghĩa của gốc nó là kumu. Đây mình giới thiệu một vài cái chữ Hán hay dùng nhất thôi nhé, chứ không phải tất cả đâu nha. Cư mự mang nghĩa là múc lên hoặc thấu hiểu tâm tư tình cảm của ai đó. Cư mự thứ hai là chữ tổ, tổ đương nhiên là tổ hợp lắp ghép cái gì nhá. Số 3 chữ cư mự là chữ bão, bão là gói này đúng không, chữ bao chứ đúng không, bao là gói ghém vào nhá, bọc vào thì nó cũng là chữ cư mự. Khắc cô mự nhìn thấy chưa, ở chỗ này là chữ vi trong chu vi đúng không, đó thì mang nghĩa là kiểu vây quanh, bao quanh, được vây quanh bởi học sinh, người bà được vây quanh người các đứa cháu chẳng hạn đúng không, thì nó sẽ là khắc cô mự nhá, chính xác. Câu số 2 mình đang thấy Giang, bạn Long Giang chọn một này, các bạn khác đã chọn hai, Hợp cũng chọn một này. Đó, nhìn nhá. Thứ nhất đó là chữ ngư, các bạn nhìn thấy chưa? Chữ ngư thì ngay cả trong một từ chúng mình có cụm từ đó là cái kim kiệu. Nhìn thấy chưa? Không có trường âm nên là số 1 là phải sai đầu nước. Nhìn thấy chưa? Nhá, trời ơi, rất nhiều bạn chọn sai luôn. Đó, thứ nhất đã nhá, thứ nhất là không không bao giờ có cái dựa trường âm. Bởi vì là chúng ta có kim kiệu, các bạn đọc đúng thì các bạn cũng sẽ phát âm đúng rồi, nói đúng và cũng sẽ nghe chuẩn được. Nhớ chưa? Đó, vậy xem nữa là gì nào? Giữa kiệu với cả từ rio đúng không? Các bạn biết nghĩa của nó là gì không? Đố biết nào. Câu số 9 mình sẽ chọn, câu số 2 mình sẽ chọn gì đây các bạn ơi? Đó, câu số 2 đã có mỗi lý đúng thôi, chính xác phải là rioshi chứ không phải là gyoshi các bạn ạ. Nhớ gyo trong từ kinh kiệu là chữ ngư này cơ, đúng không? Nó không có bộ thủy đằng trước các bạn nhé, đúng không? Nhưng ngư sĩ, ngư dân đây chẳng hạn thì người ta dùng rioshi. Nhầm mất rồi, rất nhiều bạn chọn sai luôn. Đó, không chỉ có chọn một đúng không, lại còn chọn hai, mà rất nhiều bạn chọn hai nhưng mà sai mất rồi nhá. Rồi, chính xác là đáp án của chúng mình sẽ phải là số 3. Rồi, chị ghi sang bằng ngư dân đúng rồi. Rice sorai wa salaryman yori đúng không? Ryoshi ni naritai, so với việc làm công ăn lương thì em thích làm ngư dân đi đánh cá hơn, đánh mắt xa bờ hơn nhá. Rồi, chuẩn xác, chúng mình sang với câu số 3 nào. Asta wa sanji kan, đúng không? Ai sanji kan me kara suto ni dete nani nani taikai o suru sora. Rồi, tiếp theo nào, mang nghĩa là gì kèm theo nghĩa cho sensei nữa nhá. Nghĩa không chỉ đơn thuần là nghĩa đứng riêng của mình mà nó đi theo cụm từ thì mình cố gắng là cũng trình bày những nghĩa đấy nữa, đúng không ạ? Rồi, câu 3 đúng 3 bằng 3 chưa? Lúc nãy câu 2 thì cứ lại chọn 2 đúng không? Thì câu 3 chọn 3 xem đúng không ta nhá. Ngày mai là tôi định khoảng sang chi cầm mê để snack đúng không, đấy từ giờ thứ ba thế chẳng hạn là mình sẽ đi ra ngoài và để mà tham gia đúng không, đó ta nghe nói là mình sẽ tham gia vào cái một cái buổi gì đây ạ, tố sa xe sa trong sa in à trong sa xin nhớ không ạ, rồi c trong từ gì đây, rất nhiều cái chữ c chẳng hạn đúng không ạ. Rồi đó chính xác, thì đấy trong từ này sẽ là sa xe
đúng không? Một cái cuộc như kiểu là đi vẽ tranh, âm bản về là chữ tả mà, đúng không? Tả thực lại, tả rất là sinh động lại chữ dày chữ sinh nhá, đúng không? Một cái tai cai tức là một cái đại hội, đúng không? Đi vẽ tranh phác họa lại chẳng hạn, thì nó có cụm từ là xa xê tai cai. Chính xác, vẽ được cả ơ lại cô Lan đây rồi, đúng rồi, vâng lại là Phúc nhá. Ừ. Rồi, chốt đáp án của chúng mình sẽ là số 3. Câu số 4 thì sao nào? Ừ. Kokoyakiwa Tokyo to Osaka to de ok desu ne. Yusho nani nani koto to natta. Rồi, cứ thế cô Lan là auto tác các bạn vào học. Vâng, một thanh niên rất chăm chỉ. Nào, chúng mình đến với tập tiếp theo các bạn ơi. Ừ. Câu số 4 là câu số 5 nha. Những từ kanji rất nhẹ nhàng, đơn thuần, như xem có đúng không ta. Ừ. Đó, đó. Nào, tiếp đi nào, câu số 4 và số 5 nha. Rồi, Arasu, đẹp đấy, chính xác, đúng không? Chữ này chữ tranh trong cạnh tranh ấy, đúng không? Đó, rất dễ nhầm lẫn. Thì đây là gì? Cái trận đấu bóng chày, đúng không? Giữa trường cấp 3 chẳng hạn ấy, đúng không? Thì đang là cuộc cạnh tranh, đúng không? Để giành chức vô địch giữa hai đội gì đấy? Ở trường ở khu vực Tokyo và Osaka. Chính xác, hay, cổ tay quá. Ichi bằng để hiểu, đúng không ạ? Chúng mình rất dễ nhầm với từ Kisho. Như đây là chữ tranh cơ, chứ không phải chữ cạnh. Nhờ cạnh tranh, đúng không? Đã vì trong từ kyosho rất nhầm lẫn. Hoặc sensho, đúng không? Chiến tranh chẳng hạn ý, đúng không? Thì nó là atataka. Tataka, nhìn thấy chưa? Đúng là chữ chiến đấu nhá. Còn chữ này nó là nera, đúng không? Là nhắm tới, nhắm tới. Ví dụ như là những con thú săn mồi nhắm tới con mồi chẳng hạn ý, đúng không? Chữ tu cũng có nghĩa như nó là chữ vấn trong cái mẫu câu ố tô a dự chúng mình học ý, đúng không? Không hỏi đến, đúng không? Không quan tâm đến tuổi tác, giới tính, rồi có hay không, sáng hay trưa, chiều tối nhá. Rồi chính xác, cô tay quá, ichi bằng đẹp. Chuẩn luôn, câu 4 đáp án số 1, Arasu, Arasu, đúng không ạ? Rồi chúng mình sang với câu số 5 các bạn nha. Đó, nên chú ý các câu khác của Gen Z nữa nhé, để về nghĩa của nó. Rồi, Kareo Natsuyasumi ni ammari benkyou shinakatta no de nani nani shite ru. Đó, tình trạng rất hay gặp của các thanh niên ngày nay, đúng không? Cả cái sau tháng 7, tháng 8, tháng 9 chẳng học đi, đúng không? Thế nên bây giờ mình đang thế nào các bạn ơi? Sắp thi nó hai đến nơi rồi thì mình cảm thấy thế nào ạ? Ừ đó, suốt ngày chả học đi rồi, tháng 7, tháng 8, tháng 9 chả học đi rồi, đúng không? Ừ, chả biết kỳ nghỉ hè hay không. Như đó thì mình đang cảm thấy nào? Chữ phản và chữ tỉnh chúng mình sẽ đọc cái nào đây? Một từ vựng rất là N3 nhưng nó cho vào N2 đây, chúng ta thử xem sao nhớ. Chọn gì đây ạ? Nào, comment tích cực nào, cô 5 bạn, số 5 các bạn đã chọn số 3. Ừ, ok, xem chính xác các bạn khác đâu rồi. Comment cả số tự rất là xe nhá, Lâm Sàng, bạn kế Lâm ạ. Ừ. Rồi, từ này chúng mình rất là dễ với nhau một từ nữa, đúng không? Trong từ chữ này là cũng là chữ tỉnh, như trong từ tỉnh lược thì mình đọc nó là xô đẹp cực. Nhìn thấy chưa? Nhưng mà chữ này còn cách đọc nữa, không phải là xô nha, đừng có nhầm nhá. Đúng không? May là từ này quen miệng chứ nếu không mình tưởng là, mình nhớ từ này trong từ xô đẹp cực thì chắc là cái gì đấy xô không nha. Đúng không? Mà nó sẽ là hanse, tự vấn lương tâm, xem lại mình, kiểm điểm xem lại mình. Đúng không? Suốt cả mùa hè không chịu học bài là các thứ chẳng hạn, nên mình đang rất là làm kiểu tự vấn lương tâm, đang tự trách móc bản thân mình chẳng hạn, thì mình có từ hanse suru, hanse shite do. Chuẩn xác của tai quá, samares. Ừ, chính xác. Các bạn có đang tự vấn lương tâm không ta? Câu 6 nhá, eki no kaisatsu o dete migi hirari ni iku to karaoke miss karaoke ten ga aru. Đúng rồi, gần giống với từ đấy đúng không? Chính xác, kise. Ok, chính xác, với quê. Có đúng kise đấy không ta? Ki tắc cự đúng không? Ki tắc cự này, ki gì nữa ta? Rồi thì ki về nước đúng không? Về quê đúng không ạ? À, tiếp nào các bạn ơi, câu 6 có 7 nào. Câu 6 chọn gì đây hả nhái ơi? Câu 6 các bạn đang chọn 2 đúng không? Cái phần kanji có vẻ thực ra kanji N2 nó cũng thực ra không khó lắm đâu, đúng không? Cho mình chú ý một chút để đỡ những mất điểm nó đáng tiếc thôi, chứ còn khó ở những phần khác, đầy phần khác khó đúng không? Mới chỉ là trong tổng số 14 môn đai, từ cái phần cả từ vựng ngữ pháp rồi đọc hiểu các thứ đúng không, thì hai cái môn đai đầu cũng còn nhẹ nhàng chán đúng không? Rồi, ok, chào các bạn. Nào, ok, câu 6 chính xác nó sẽ là kai sát chữ, có cụm từ kai sát chữ nguyên chi luôn đấy, cửa soát vé luôn đấy. Cũng tất cả chữ nào giờ chữ soát rồi, nhưng mà đây chữ khai là mở cơ, chứ không phải là chữ cải này, nhìn thấy chưa? Đấy là kai như trong ik khai, đấy là kai trong khai đăng, đó, nhìn thấy chưa ạ? Đúng không? Nên sai nhá, đáp án chính xác sẽ đáp án số 2, chốt đơn, rồi, chuẩn xác. Nào, câu số 7 để sao các bạn ơi? Kono yofuku no nakishi wa moment à? Cô tâm ấy, nếu mà bình thường các bạn nhìn chữ này thì mình nghĩ các bạn sẽ làm sao, thử thử xem sao đã. May nó không cho chữ án đấy, nó mà cho chữ kiji này các bạn rất dễ chọn ấy, đúng không? Vì kiji mắt là nhìn thấy là ôi mình chọn luôn, ok, không kịp đọc câu. Nên với cái môn này số 2 sẽ luôn có một cái chú ý nhắc nhở với các bạn là cố gắng là với môn này 1 có thể nhìn chữ Hán đọc ra chữ được, ok, nhưng với môn này 2 hãy cố gắng là
có rất nhiều từ đồng âm khác nghĩa, khác chữ Hán luôn. Thế nên mình cố gắng là sẽ đọc cả câu lên nhá. Đấy thì trong trường này không thể là cái chữ đây cũng là được kiji, vì như trò đây cũng là một chữ kiji, nhưng nó phải là bản tin, đăng bản tin lên báo lên trí các thứ chẳng hạn thì nó mới là kiji này. Nhưng đây là gì, trong cái ngữ cảnh không thể bài báo của cái trang phục yofuku được, thì nó bằng cái nguyên liệu cốt tông các thứ được, đúng không? Mà kiji này là chính là chất vải, chất liệu các bạn nhà. Đúng rồi, nên câu ô nên câu số 7 đáp án chính xác của chúng mình sẽ là đáp án số 1. Chuẩn luôn. Này, ok, chính xác nhá. Trên đây có thể không đọc một chữ nhưng mà mình sẽ nghe liên quan đến chất liệu của vải vóc, tức là liên quan đến chữ bố này, đó, trong từ nudo này, hay liên quan chữ y này, y phục này, đúng không? Đó chứ không phải nhá. Ấy, cô tai quá, ichiban desu. Rồi, trước khi chúng mình sang với câu số 8 nào. Ô quý sẵn sàng chọn 4, một lối đi riêng như vậy chứ. Rồi, chúng mình sang với câu số 8 nhá. Mọi người nhìn rõ rồi đúng không ạ? Maru garasu ni suteki ga tsuku koto o ketsuro toi. Thủy. Câu này rất dễ nhầm lẫn này, đây là chữ thủy rồi, đúng không? Đó, suteki biết rồi đó, như khi mà các bạn học theo bộ hay là khi gặp cách ghép chữ, đúng không? Các bộ vào với nhau, hình âm chuyển thể các thứ chẳng hạn, đúng không? Đấy, chuyển âm, chuyển ý, hình thanh các thứ đấy chẳng hạn, thì chúng mình hiểu bản chất của những cái cách ghép đấy vào với nhau thì mình sẽ nhớ được dễ hơn, thì nếu không là dễ nhầm lẫn lắm. Nào, các bạn đang chọn số 4, chắc chưa? Không nhìn bài nhá. Che bài lại các bạn ơi, comment che bài lại không cho người khác nhìn nha. Rồi, chính xác, đúng không? Chứ câu số 1 của chúng mình cái này đọc là teki nha. Nhưng mà cụm này trong từ nào đấy? Teki setsu hoặc teki to, đúng không? Chữ này cũng là thích, nhưng trong thích thiết hoặc là tương thích, đúng không? Phù hợp cơ. Chữ này nó là gì? Chữ đích, các bạn nhìn thấy chưa? Đúng không? Bởi vì là nó là chữ trích chứ, đúng không? Chỉ trích chẳng hạn ấy, đúng không? Chỉ thích, đúng không? Chỉ có tay để mà chỉ trích là tại sao lại làm thế này, tại sao làm thế kia, đúng không? Trong từ shiteki cũng đọc là teki nhưng dùng tay để chỉ trích cơ nhá. Còn chữ tiếp theo, đúng không? Đấy cũng là chữ này nhưng mà chữ là chữ đích, bạn nhìn thấy chưa? Địch thì chính xác hơn, đúng không? Là đánh nhau, kẻ địch ấy, đúng không? Teki với cả mikata cũng đọc là teki nhưng mà gì đây, đánh địch các thứ cơ, chứ không phải là chữ teki số 4 này của chúng mình. Vậy chốt đáp án là số 4 các bạn nha, shiteki, nhìn thấy chưa? Tức là cái sự đọng hơi nước, đúng không? Đấy, đọng những cái hạt nước, giọt nước. Nên nó có nước thì đương nhiên là người ta phải gì đây? Đó là chữ, trong từ giọt nước mình sẽ dùng được cái từ này. Nhìn thấy chưa ạ? Nhớ, đúng không? Đấy là từ giọt nước, và đấy có bộ thủy đó, đúng không? Đấy, những giọt nước ở trên những cái cửa kính nha. Cô ta quá, dòng bằng des. Có bộ thủy, đúng rồi, đấy là một cách nhá. Những giọt nước chúng ta đậu trên những cái cánh hoa, nhầm, để đậu trên cửa sổ kính nhá. Cái kính cửa sổ. Rồi, chính xác, chúng mình đang câu số 9 nào. Kuko de chijin kara fukuro wa azukatta ga nakami ga ayashi desu. Rồi, câu số 9 chọn gì đây? Đúng không? Sao nhẽ nhầm lẫn thế nhở? Đúng không? Thì có cụm từ là azukaru, là mình azukaru và azukeru, mình gửi, mình giữ, nhìn thấy chưa? Đấy, nếu mà azukeru là mình đi gửi nhá. Nhưng còn gửi, đúng không? Thì azukaru để mình giữ cái túi đấy, giữ quần áo, giữ cặp, giữ đồ hành lý bộ trong hộ ấy, đúng không? Fukuro, đấy từ người quen ở sân bay đó, và trong hộ các thứ, nhưng mà thôi, ở trong là nghi lắm, đúng không? Có khi là những cái chất cấm các thứ chẳng hạn, đúng không? Đó rất là nguy hiểm, cái vũ khí này chẳng hạn rất là nguy hiểm. Vừa biết rồi là nghĩa của nó, nhưng mà cách đọc chữ Hán là gì đây? Rất nhanh luôn, câu 9 các bạn chọn gì nhỉ? Chính xác, cô tai quá, sam bằng đẹp. Đó, chữ dự mà nghĩa là giữ các bạn nhỉ? Đúng rồi, cái này trong từ tà mê đựng các bạn nhé, đúng không? Là gì đây? Kiểu như là tích tụ ấy, tà ma đựng và tà mê đựng nhá. Từ này là wataru là trao cho, đúng không? Từ này là todokaru để sẽ todoku hoặc là todokeru chính xác hơn nhá. Đó, có tay quá, sama desu. Câu 4 năm chính xác nào, nhìn kỹ nhá. Nihon de wa jidosan no klakushon o narasu koto ga anmari nai, đúng không? Nào, câu 10 của mình chọn gì đây các bạn ơi? Có tay quá. Đó, ở Nhật thì họ hầu như rất hiếm khi người ta làm cái gì với còi nhỉ. Thế ở ô tô chắc là bấm nhỉ. Yeah. Đó, mình từng có từ ra, chúng tôi có từ naru là tự động từ, nó là kêu lên, bê được là naru để xét cái chuông vang lên, kêu lên. Nhưng khi mình bấm cho mình làm cho nó kêu, nhìn thấy chưa, thì chúng ta sẽ có cụm từ nó là chữ minh, đúng không? Thì không phải là naru nữa mà là narasu, làm cho kêu lên. Vậy chúng mình dùng từ nào các bạn nhỉ? Xem nào. Rồi, chính xác, cô tài quá. Theo mọi người nhìn bài không cho nhìn bài nhá. Rồi, chính xác là bạn sẽ là số 4 các bạn nhá. Thì đây cũng có tiếng nhưng nó chỉ là koe thôi. Đây là tiếng chỉ là ô tô thôi, đúng không? Đây cũng là tiếng nhưng nó là âm vang lên. Các bạn biết tớ kèo từ nào không ạ? Mình quên mất, mình lại ghi cả chữ Hán đây thì các bạn khó đọc nhỉ. Hibiku, đúng không? Chữ này chữ hưởng, trong âm hưởng vang vọng ấy. Biết trong từ e kiểu không? E kiểu đúng không ạ?
đố ảnh hưởng, chữ ảnh và chữ hưởng, đây là chữ hưởng, hưởng trong âm, hưởng âm vang lên cái tiếng gì đó nhá. Như na ra sự đây là bấm chuông, thế dễ nhá. Rồi chính xác của tài quá vì bạn à đang cả dòng bằng des chuẩn xác hibi cự, chính xác, cảm ơn bạn, chữ hưởng nhá. Rồi trước khi chúng mình sang phần nữa đó là phần tiền tố hậu tố rồi những động từ phước, một cái môn đai mà chúng ta nếu mà từ N2 lên đang học N3 lên N2 là chúng ta lần đầu tiên bắt gặp, và khi mà xem hiện nay đang chuẩn bị khai giảng cái lớp luyện thi chẳng hạn ấy, thì ngoài cái phần chuyên sâu và đọc hiểu với nghe hiểu với sensei đang có những cái phần bổ trợ thêm cho phần những phần từ vựng nữa, đúng không? Trong đó có một cái phần mà các bạn rất cay khổ sở, đúng không? Đó chính là tiền tố hậu tố những động từ phức, vì nó quá nhiều. Có tài liệu nào tổng hợp hết không? Dạ không có ạ. Có chăng nữa thì đọc một lần mình có thể nhớ được, vì có những câu từ ấy mà nó xuất phát từ âm Hán Việt các bạn rất là dễ nhớ, về thu nhập cao các thứ chẳng hạn, đúng không? Rồi thì nhiệt tầm ảnh hưởng xấu các thứ chẳng hạn, đúng không? Ác cự ê kiều ở ê kiều này, rồi thu nhập cao, ví dụ cô siêu niu chẳng hạn này, dễ suy luận từ âm Hán Việt. Nhưng mà có những từ nó rất là lạ nha, nó rất là lại bình dương luôn ấy, đúng không? Ví dụ như cái từ gì ta, tính trách nhiệm, tiếng Việt của mình có cụm từ tính trách nhiệm nhở, đúng không? Nhưng mà tính trách nhiệm rõ ràng mình dùng chữ tính chứ, nhưng mà không, sekinen kang, đúng không? Tính nghỉ lại thì lại tính nghỉ lại, tức idai, biết idai gì không? Nó không phải idai se, là cũng chả phải căng nữa, mà idai shi nó lại dùng chữ tâm cơ, đúng không ạ? Đó thì nó thì có quy tắc là không, dạ không ạ, đúng không? Thì trong quá trình làm thật nhiều, cày thật nhiều vào, đúng không? Đặc biệt những cái từ mà là lạ, chúng ta không suy luận được từ âm Hán Việt, chúng ta nốt nó ra một quyển để lúc sau chỉ học những cái từ là lạ đặc biệt là thôi thì mới nhớ được, chứ còn cứ list cả một đống tất cả những từ vựng động từ phức, những cả những cái tính những cái tiền tố hậu tố ra, chữ phủ đi như thế nào, chữ vị ra làm sao, rồi chữ mạt thế nào, rồi chữ bắt rồi chịu, đúng không? Không thể nhớ ở đâu nhá. Chào Thanh Sang, đúng rồi, mình nhớ bạn này. Em xem cái này rồi, vào đúng rồi, nên là không lấy được đâu nhá. Nó chỉ là một phần để tham khảo thôi. À, nhà chọn lối đi riêng, chọn số 2 à? Đúng, nó có cụm từ kiri, năng cực thái độ các bạn nhá. Nhưng nó mang nghĩa là, cũng là thay đổi các bạn nhá, nhưng mà thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi cách sống thì mới dùng số 2, đúng không? Norikae cũng có luôn, nhưng mà đấy là chuyển xe. Chứ cái kiri được thay đổi cách làm đi, đúng không? Nhưng mà đổi pin, đổi áo đi các thứ chẳng hạn, đúng không? Vì nó bị bẩn mất rồi này, đúng không? Để cái thảm màu chui chân ở ngoài ngoài anh ngoài người thèm nhà mình nó bị bẩn thì mình thay đi, đúng không? Thay pin, thay áo nó chật quá rồi, hay là áo này sang to nó rộng hơn thì chúng ta dùng torikaeru, chính xác, cô tài quá, ichiban. Đó, một câu tưởng rất đơn giản thôi mà nó lại bị sai. Nhá, chị nghĩ chiêu như bằng chỉ có nó gây nhiều á, chỉ bừng ní á được tổ cô cả nó rồi á, ôm môi. Ôi dồi ôi, học có nhiều ôm môi lắm, đúng không? Hôm qua mình có chia sẻ các từ ôm môi ở ca bự, xem đây có đúng không ta nhá. Đấy, hôm qua mình chỉ xương xương một vài cái thôi. Omoi de, kỷ niệm. Omoi da sự, nhớ ra, nhớ về những kỷ niệm xưa. Omoi kabu, hình dung mường tượng ra trong đầu, nhớ không? Omoi gì nữa? Omoi chukku, đúng không? Nảy ra những ý tưởng, ôi trời ơi. Rồi chưa kể đến hôm nay có mình có omoi kit, năng gọi omoi tatte, đúng không? Thì tự nhiên là mình cũng là nghĩ đến việc nó, lúc sáng ra nghĩ đến việc là hôm nay mình sẽ đi chơi thế này, chơi thế kia. Đó, có omoi tatte được. Omoi agaru, đây sagaru có thể không có nhá, nhưng omoi sagaru ấy, đúng không? Cứ làm quá lên, cứ nghĩ nó tăng lên ấy, nghĩ quá lên. Đó, còn omoi komu thì vốn sẽ cứ komu của nó sẽ là đi vào cái gì đấy, đúng không? Như kiểu là moshi komu, đăng ký vào này, tobi komu, lao vào, nhảy vào này, thì omoi komu cũng là cứ nghĩ vào, như là cứ đinh ninh, cứ nghĩ mãi, cứ nghĩ hoài như vậy thôi, đúng không? Là cô ấy cứ đinh ninh, cô ấy cứ tự trách mình là nguyên nhân của vụ tai nạn đó là ở bản thân cô ấy nhá. Thế đấy, đi một vòng cuối cùng đáp án của chúng mình sẽ là số 1 các bạn ơi, đúng không ta? Rồi, giỏi quá. Không ai sai à? Hay là đấy, những câu là dễ là các bạn comment rất nhanh, những câu là khó khó các để yên sập cho nó comment kiểu gì và mình nghe thôi, đúng không? Thế thì khó gọi tên lắm nhá. Ở đây có Hà Quý Sàng, Hoài Dũng, Minh Tâm này, Văn Thương, Thủy Sàng, bạn Lý Sàng này, Nhai Sàng, là những bạn rất can đảm comment, đúng không ạ? Đó, ý nhất là comment là giả sử có sai thì sẽ chữa cho chứ không lo những đứa khác nhờ. Rồi, chị ghi câu số 13. これは何々性能の機械で、3000万円、3000ですね、はい、万円もする。なんか、先生、次第。Câu ba các bạn ơi, ủa ôi, câu này suy luận được này. Một cái máy móc mà có tính năng gì nhở? Tính năng tốt, chữ yêu này, sư cái đề độ thì đình như là cũng yêu Việt thế này. Nhờ chữ tối, ủa ôi, tốt nhất luôn. Chữ thượng, ủa ôi, có là cái gì đấy, thượng hạng các thứ chẳng hạn này. Hay là chữ cao, ủa ôi, quá là nhiều luôn. Đúng không? Như nó là cái nào?
Rồi, chính xác, mình thấy một vài comment đây rồi và chưa có ai có lối đi nào khác. May quá, lối đi chúng mình vẫn đi chung với nhau. Đấy, có nhiều tính năng cao cấp à? Ừ, thì cũng được đi, nó là chữ cao này các bạn nhá. Chính xác, Koseno no Kikai de. Và tôi nên có giá tận những 3, bao nhiêu ta? 3 triệu, đúng không? 3 triệu màn để snack, đúng không ạ? Chính xác, 30 chứ, đúng không? 30 triệu chứ, 30, 30 triệu. Đúng ta, tự nhiên lại bị đơ đơ về số tiền, nhìn thấy tiền hóa cả mắt rồi các bạn ơi. Rồi, ok, chính xác, câu 13, mình chọn 3 nhá, chốt câu 14 thì sao nào? Saka no kaisa, kaisa no tsugo de nani nani jikan do chiu to chiki ni sucho suru koto ni natta. Nào, câu 14 các bạn đang chọn 2, ừ 14, 2, 2, 2, đúng không? Chắc chính xác không ta nhá, chọn rồi. Đó, cái này đi, trong thời gian dài chứ còn gì nữa, mà dài đương nhiên phải trường chứ còn gì nữa, đúng không? Do những cái sự tình ở đấy của công ty ấy, thế là hôm nay em phải công tác ở Trung Đông à? Nhờ, đúng không? Đấy, khu vực Trung Đông trong thời gian dài, trong thời gian nhiều, thời gian to hay thời gian tăng được, đúng không? Chính xác nhá, chọn ra luôn. Rồi, đó chính là những cái phần mà liên quan đến khởi động một chút về cái phần từ vựng, không biết dễ hay khó nhỉ? Cũng bình thường thôi đúng không? Rồi tiếp theo chúng mình sẽ sang một phần khó hơn. À, vẫn còn một câu nữa, xin lỗi các bạn. Comment, chúng mình còn một câu nữa các bạn ơi. Nào, chúng mình có cụm từ gì đây? Nào, câu 15 nữa nhá. Sau chúng mình sẽ tiếp sang cái phần một phần rất là thú vị với các bạn đây. 15, Giang đang chọn 4, đúng không? Mang nghĩa là gì ạ? Ôi, chào Thảo Sang, đúng không? Hiện nay thì sắp tới là cái lớp của mình cũng đang hầu như full hết các buổi tối, đúng không? Với giai đoạn này đang là giai đoạn bước vào giai đoạn luyện đề rồi, đúng không? Như mai là sẽ khai giảng lớp luyện đề tập trung chủ yếu vào đọc hiểu và nghe hiểu chẳng hạn ấy. Đó sẽ vào tối 3 năm, thế nên là sẽ đang dạy những lớp 26 nữa, nên sắp tới là hy vọng là sẽ sắp xếp vào cái khoảng thời gian đó để livestream cùng các bạn nhé. Thì sẽ khi mà ổn định lại các lớp đã thì sẽ thông báo chính thức đến các bạn, đúng không ạ? Rồi, câu 15 tính nguyên sang chọn 1. Ừ, đấy là chữ cấp này, hợp lý nhỉ? Chữ cấp này, chữ hội này, hay là chữ tổ này, đúng không? Hay là chữ trong tập đoàn chẳng hạn ý, đúng không? Trong đây là gì? Bố mình, đúng không? Bố của cái anh Nishiyama, anh này là anh Tây Sơn, đúng không? Anh Tây Sơn, đúng rồi, chính xác, đã gia nhập vào một cái gì đây? Có từ Sobo, đúng không? Đó, chữ này là chữ tiêu và chữ phòng là cái đội phòng chống tội phạm rồi, phòng chống cứu nạn cứu hộ ấy chẳng hạn ấy, đúng không? Của Jimoto, từ này chúng mình đọc là Jimoto nhá. Và đấy, cách chúng ta dùng thì một cái nhóm cái đội đó thì cũng có thể là cai, nhưng trong trường hợp này chúng ta có Sobodang các bạn nhá, đúng không? Một cái nhóm cứu hộ cứu nạn đi, nó dễ nhá. Đấy, bao gồm cả phòng cháy chữa cháy đấy nhá. Và mình thấy cả bao gồm cứu hộ cứu nạn nữa, đúng không ạ? Rồi, chính xác đội hội phòng chống à? Ừ, cũng được. Rồi, câu 15 phải là đáp án số 4, cơ độ sàng ơi nhá. Nếu như sẽ like, thường sẽ là từ 7h30 tới 8h, từ đấy sẽ bắt đầu like. Như hôm nay là rất nhiều những chương trình like, nên là chương trình của sẽ tiếp nối sau N5 đấy Thảo Sáng. Rồi, trước khi chúng mình sẽ sang phần tiếp theo nào. Đó chính là phần dấu sao. Nào, có ai sợ dấu sao về với đội của Sensei nào? Mình không hứa sẽ làm cho các bạn mang tên 5/5, nhưng sẽ hứa nếu như bạn nào mà từ trước giờ bỏ qua bài này thì bây giờ ít nhất sẽ dám làm. Những bạn nào người trước chỉ dám tự tin đúng 1-2 câu thì bây giờ mình sẽ đúng lên 3-4 câu. Những bạn này trước làm cũng biết rồi, đúng không? Làm em biết cách làm rồi, đúng không? Đấy, thế nhưng mình sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian hơn, đúng không ạ? Đó, nhớ nào, thử xem sao nào. Rồi, chúng mình có cụm gì đây các bạn ơi? Siêu sợ, ồ thế thì không được sợ, đúng không? Vì nó là một phần trong bài thi, chứ sợ thì sợ nhiều lắm, dấu sao sợ, đúng không? Ok, chấp nhận. Rồi gì nữa? Đục lỗ có sợ không? Cũng sợ luôn, đúng không? Đọc hiểu có sợ không? Dạ em rất sợ luôn, em nhìn lên em không dám nhìn nó luôn, em bỏ qua nó luôn, đúng không? Rồi, ok. À, nếu mà có từ Sobothai, đúng không? Nhìn thấy chữ các bạn nhá, nhìn thấy cũng là một cái từ, nhưng mà đấy là cô thấy là chủ yếu dùng với cả như cả đội phòng cháy chữa cháy thôi, đúng không? Lực lượng cứu hỏa các thứ chẳng hạn ấy, đúng không? Ok. Chứ còn trong cái chữ đoàn kia thì nó rộng hơn một chút, nó bao gồm cả phòng cứu hỏa, bao gồm cứu hộ, cứu nạn trong tình huống lũ lụt rồi lạc trên núi các thứ chẳng hạn, nhiều lắm nhá. Đâu ra nào? Nào, tiếp theo chúng mình sẽ đến với câu dấu sao. Các bạn cần comment vì mình đang để câu 3 câu liền để những bạn nào làm xong trước thì mình có thể là nghĩ câu tiếp theo, nhưng hãy comment giúp mình số tự câu kèm cái cách sắp xếp chứ không phải đáp án nhá. Mình không cần đáp án vội. 4, 2, 1, 3 chính xác không? Có một cái quy tắc hầu như các bạn nhìn này, cứ quà kê, các bạn hãy nhớ xem tất cả các mẫu câu liên quan đến quà kê, dù là quà kê đà, quà kê gà nai, quà kê đế quà nai, quà kê ni quà ca nai, thậm chí koto, các mẫu khác liên quan đến koto, liên quan đến mono, liên quan đến tokoro, thậm chí biến âm thành dokoro thì phía trước của nó luôn luôn là fuchike. Các bạn có công nhận không? Thường thường sẽ là về đự về này, đúng không ạ? Mà một cái fuchike nên nó là cái nào các bạn ơi? Nó chính là yome đự, nên là một chúng mình sẽ đi về ba đã nhá.
nhìn thấy chưa? Và một bạn tiếp theo nhìn thấy gá đây, các bạn nhìn thấy, bạn nhìn thấy này này, này nó chính là a đấy, hay đây là arimase đi, có hay không có, chúng mình đi với quá gá mố có nè, có đây rồi, nên chắc chắn một bài đi này, đi thi chỉ cần bước này thôi, điền một là chúng ta bắt đầu gặp sách đến câu tiếp theo. Nhưng học với Mai Lan Gen thì mình muốn là chúng mình phải hình dung cách làm, thì ngay cả vị trí dấu sao chỗ nào cũng cần hết, đúng không? Lại quay về N5, đây Muzukashi là một tính từ đôi y. Mà tính từ đôi y để nguyên như này thì chắc chắn nó chỉ có thể bổ nghĩa cho một danh từ. Ừ, một đứa trẻ 5 tuổi cũng là danh từ, một chữ kanji cũng là danh từ. Nhưng đứa trẻ 5 tuổi nó khó hay là chữ kanji khó, cái nào hợp lý hơn? Rồi, ok, câu đầu tiên đó chính là số 4 ở đây. Vậy 4 đây chắc là hai hết chỗ đứng rồi, đành vào đây thôi. Đó, bước cuối cùng là bước kiểm tra, mình không làm giúp các bạn nữa. Vì thông thường là các bạn sắp xếp đúng thì chắc chắn nghĩa sẽ đúng, đúng không? Nhưng có điều nghĩa đúng chưa chắc các sắp xếp đúng. Bởi vì các bạn xếp bừa đi nó cũng ra nghĩa mà, đúng không? Đó, nhá, rồi chính xác. Ok nhờ. Nào, 2, 4, 1, 3, 2, 1, 4, 3, xem đúng ta nhá. Đấy, quan trọng, có thể là câu này chẳng may nó dễ thôi, chứ còn Sensei vẫn muốn nói là cách làm nó quan trọng hơn nhá. Nhìn thấy chưa? Sensei vừa nói nếu có hoa kê, rồi thì đây có mẫu cô tô, cô độ nó biến một tí thành đô cô độ chả sao cả. Phía trước của Sensei cũng luôn luôn đi với Fujike, có công nhận không? Fujike đâu các bạn ơi? Đô cô độ hay tô cô độ chả thế à? Mẫu cô tô cô độ xuất phát từ V độ này, VT độ này, V tạ tô cô độ, nói về quá trình mà diễn biến của một hành động, em chuẩn bị làm, em đang làm và em đã làm xong. Thậm chí nó biến nó thành đô cô độ đấy các bạn ơi, đô cô độ cả trong nữa, phía trước vẫn là Fujike. Thế nên 1 với 4 phải đi với nhau, cô chứ phải ở đâu cô để tạm này đã nhá. Đúng rồi, bạn nào để 1 với 4 cách xa nhau nên à đấy, xíu thì cô nhìn câu của nhai tưởng là câu số 2 cơ. Nhớ, nhìn thấy chưa? Và tiếp theo mẫu câu nhìn nó phát à đến nhìn mình hiểu đây là đô cô độ từ D cô độ đế họa này luôn, đô cô độ cả. Nên 1 4 3 đều nhau. Vậy hai đi vào đâu ta? Nhìn thấy chưa? Bị sốt ai bị sốt được, đương nhiên đứa trẻ bị sốt, vứt hai đây. Đó, mình không chốt các bạn nữa các bạn nha. Mình không chốt dấu sao là cái nào nữa, vì khi sắp xếp đúng thì chắc chắn mặt B xuống được, hộ xe xe nhá. Tiếp theo cô vừa nói mẫu câu hòa kê nào đi chăng nữa, mẫu câu cô tô nào đi chăng nữa, mẫu câu đô cô độ nào nhá, và một cái nữa mẫu câu mono nào đi chăng nữa thì nó cũng phía trước là Fujike, đúng không đã? Mà thậm chí mình còn nhìn thấy mẫu câu đó là gì đây, tối ưu mono đế quả này là một cụm luôn, 2, 4 ở đây. Và trước tối ưu, trước tối ưu nói cái gì đó thì phía trước là Fujike. Fujike đâu có mỗi một cái, nên một sẽ vào đây đã. Vậy ba điều đâu được biết, đúng không ạ? Thì đó, lúc này chúng ta xét về nghĩa là sẽ ra. Mà cái mẫu câu tối ưu mono này rất hay đi với thể điều kiện phía trước. Ngay cả có điều kiện này thì cũng chưa chắc có cái đằng sau. Nhớ để mình phân biệt với cả tối ưu hoặc cái đội này nhá, thì ba bên trước nhá, đúng không ạ? Đấy, cái đáp án ba, cái phương án ba chính là thể ba thì điều kiện luôn bên trước, đúng không? Bệnh này đúng không, ngay cả là uống thuốc chưa chắc là đã khỏi đâu nha, mà chúng ta cần phải dành thời gian để hồi phục về thể chất các thứ này nào chẳng hạn. 3, 1, 2, 4 chính xác. Rồi nó dễ à, ok. Đó, như câu tiếp theo đó, vậy những bạn nào bảo là đang kêu khó thì có hình dung cách làm không ạ? Chứ không phải là dịch câu trước nhá, dịch câu trong đấy lúc bạn sắp xếp sai bạn thấy nó cũng hợp lý, đúng không? Thế là bạn thấy cứ thao túng bản thân là đáp án là đúng rồi, nhưng mà không nha. Như sếp vừa nói các ý đấy, vừa rồi sếp bảo nai nó chính là arimasen, công nhận không? Nó dù dạng nào nó chưa là nai, nó chính là a độ, nó chính là arimasen, phủ định khẳng định của nó thôi. Vậy cô bảo đi vi quá cá mố, các bạn cứ thử mà xem, nói ra được luôn. Nào, như câu số 4 thì thử xem sao nào. Xem có chính xác không ta. Đúng rồi, em đang bị B nó sai mất. Nào, xem có chính xác không ta các bạn ơi. Câu số 4 rồi, anh em đã nhìn thấy chưa? Câu số 4, mọi người nhìn thấy chưa? Giúp lên xe comment và cả tối thượng nó đi nào. Câu số 4 nha. 3, 4, 2, 1, xem chính xác nào. 3, 4, 2, 1. Chuẩn không? Đây bạn Tâm, 3, 4, 2, 1 để xem nhá. 3 đi 4 xong 2 xong 1. Bắt đầu thấy nó cứ hơi sai sai rồi đấy nhờ. Ô dìu bạn 3, 4, 2, 1 nhờ. 1, 3, 4. Úi dồi ôi, nhiều câu quá. 1, 3, 4, 1. Bạn Quang Lê, Quang ơi, Quang Lê ơi, 1, 3, 4, 1 lắm 1 thế, đúng không? Rồi 1, 3, 4, 2. 1, 3 đâu ta, 1 đi với 3, đúng không ta? Xong 4 đi với 2, rồi rất nhiều, 1, 3, 2, cô tự phân tích làm sao nhá. Nếu 1, 3, ok, để xin chúng ta sẽ có là gì? Hitono, xong bổ nghĩa cho cái này được, đúng không? Hitono, Hitono, này về cái đó chẳng hạn. Thì xong làm sao nữa? Về cái đó thì mình phải thế nào?
Xong thì hiểu chỗ này rồi, đang bị sai. Sắp xếp thì có vẻ ok nhưng này bị sai mất rồi nhá. Mà không phải là gì đây nhỏ, từ anh nhá. Không phải ba, thứ nhất đi 4 2 đã. Cứ từ 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 một chúng ta loại trừ đi dễ dàng hơn nhé. Bắt đầu thấy sai sai đấy, đúng không? Nhưng xem vào nó đi về cái này này. Đúng không? Thì mình sẽ có phải là quá gá mố. Duy nhất là cái nào hợp lý hơn. Đúng không? Sẽ là vô gá này mẫu của luôn này, 4 sẽ đi về 2. Nhìn thấy chưa ạ? Nhớ. Thì làm sao nữa bây giờ 4 đi về 2 rồi. Xong sao nữa nhỉ? Một đi ba chính xác không? Vì no đúng là cần một danh từ nó chỉ đi từ những cái rất là cơ bản của N5 thôi, là danh từ đi danh từ nó no. Đúng là một đi ba rồi. Nhưng bây giờ là 4 2 1 3 hay là 1 3 2 4? Lúc này hai phương án là A B hay B A, chứ không phải là các xác suất 1 3 2 4 4 3 hay 1 1 4 2 3 nữa. Đúng không ạ? Thì những điều mình không biết thì làm sao mình có thể trả lời được. Thế nhưng cứ bị người bạn hỏi mãi. Nhìn thấy chưa? Đúng không? Người bạn cái người bạn của cái người kia, đúng không? Đó, cứ bị hỏi mãi vặt mãi thôi. Nhìn thấy chưa? Đúng không? Đấy, cứ bị người bạn hỏi mãi về vấn đề của cái người bạn kia chứ. Nhìn thấy chưa? Thế nên đáp án của chúng mình phải là 4 2 1 3, thứ tự sẽ là đây. Đó, nếu bạn nào 4 2 1 3 mới chính xác. 1 3 đúng nhỉ? 1 3 chứ. Đúng không? Đấy, nên A được hít tổ no môn này còn gì nữa, nhiều sai thế. Vừa kêu ba câu chân dễ xong đến câu này là thấy 4 2 1 3 thủy sai rồi này, 3 1 không đúng. Đúng không? Nếu bạn để 4 2 3 1 ra cuối cùng làm sao được môn về cuối cùng? Người bạn của người đấy không phải nhá. Bị cái người bạn hỏi về vấn đề của cái người nọ A được hít tổ ấy kìa. Đúng không? Chứ người bạn của cái người nọ là kiểu gì? Đúng không? Sai nhá. Chốt đáp án của chúng mình sẽ là 4, 2, 1, 3. Ô, nhiều bạn sai lắm ý. Có bạch đại Việt Yên đều có thể đúng rồi này. 4, 2, 1, 3. Đấy, bạn ấy comment là 2 lần, xin nhìn thấy rồi này. Bạn comment 3 lần luôn. Điều quan trọng nhắc 3 lần luôn à. 1, 3, 4, 2 cũng sai rồi. Nhưng các bạn nào? Đó, có những cái mình có thể xét được ra nghĩa này. Và có cái chúng ta lắp ghép vào nữa. Bản chất nó phải là ngữ pháp nhớ. Tiếp theo, nhìn một phát này chúng ta sẽ có rất nhiều cái để nói. Thứ nhất, chúng ta có omote được đi, nó chính là omo, nó chỉ rằng omoware được, omote tặng omote được, kệ nó đi, bản chất nó nghĩ cái gì đó chỉ là mẫu câu N5 điều trợ tố. Thôi chốt rồi, có tận hai trợ từ tố, phải loại bớt một cái đi sẽ dễ hơn nhớ. Rồi tiếp theo mà cũng đi qua ca được nữa, như này chưa, mình hiểu ra điều đó cũng điều trợ tố được. Thế thì thực chất rồi, một trong hai cái này sẽ đi với nhau đúng không? Cái tố này đi với qua ca được thì cái tố còn lại sẽ đi với omo. Thế phải đi được khác đã. À, nhìn thấy lúc mà mình nhìn thấy cái tố này, mình nhìn thấy shikanai. À, biết rồi, mẫu câu của nó sẽ là nisuginai. Nhờ, nên lập tức mình chọn đi lên 3 đi với 2 đã. Tính sau, đúng không? Mà đa mi 2 các bạn nhìn thấy tanaru trong cái mẫu câu nisuginai thì rất hay đi với từ tanaru. Ta đã, đa kê, chỉ là hông nô gì đấy chẳng hạn. Nó chỉ là tin đồn thôi. Nên là 3, 2 vào với nhau đã và đợi chỗ này luôn. Đó, nên bạn nào để 3, 2 ra trước là đúng nữa nhá. Comment, ui dồi, bây giờ mới nhìn thấy. Thời dẹn. Ba hai đi với nhau đã. Rồi ok được, nhưng ba hai đi với nhau và đi đầu đã độ sáng ơi. Đó, rất nhiều bạn ba hai đi với nhau được rồi nhưng ba hai đang ra sau. Thì đó, lúc này lại sai với cái chỗ từ tam na được. Nó thường thường phải ra đi cùng với cụm từ nisugi này. Nó chỉ đơn thuần là tin đồn thôi. Đúng không? Và đấy là gì nhưng mà tôi, khi mà tôi, gì ta? Tôi biết một điều đó là sự thật từ đấy chẳng hạn ấy. Đúng không? Mà tố này là gì nữa? Đấy, mặc dù tôi nghĩ rằng là tố này thì nó đi với gì? Các bạn nhìn này, khi đã tố được đây rồi thì đương nhiên là cái quạt ca được mãi đằng này, suy ra là mình sẽ để 4 vào đây. Bạn công nhận không? Đó, đương nhiên 4 đây là 1 ở đây nữa rồi, là xong. Công nhận không? 3, 2, 4, 1, đấy là chính xác. Đấy, Thủy Sang ơi, bạn biết là 3, 2 rồi, đúng không? Nhưng bạn để 1, 4 là vị trí dấu sao thay đổi mất tiêu rồi. Đúng không? Mình không giải thích về nghĩa của câu đâu nhá. Đúng không? Là cái bước cuối cùng mình nghĩ là các bạn làm rồi. Nhưng mình sẽ nói về những bước mà các bạn chưa nghĩ ra. Đúng không? Và những cái mà chúng ta nên sắp xếp để có thể loại trừ đi và ra đáp án chính xác. Chuẩn chưa? 3, 2, 4, 1. À đây, câu 6, cô xin lỗi. Câu 6 là 3, 2, 4, 1 chính xác không ta? Đúng, đi từ cái gì được ta? Đi từ mẫu câu, đi từ rất nhiều cái này. Omoshiroi nó là một tính từ, cô cần tìm bổ nghĩa lúc lớp xem. Nhớ là phải tìm ra xem đúng bổ nghĩa danh từ không. Tiếp theo, mẫu câu Yona có đúng bổ nghĩa danh từ không? Bởi vì là Yona, Yoda, Yoni đúng không? Yona cái gì đó chắc chắn bổ nghĩa danh từ. Nhìn thấy chưa đã? Và lúc này chúng mình sẽ có là gì đây? Nó mà chỉ có một danh từ này thôi, Bangumi thôi, thì chắc chắn là Omoshiroi 1 sẽ vào đây. Để nó bổ nghĩa thành cụm danh từ này, 4 đi vào đây. Các bạn công nhận không đã? Tại sensei bảo, okay, sensei vừa bảo là gì? 4 bổ nghĩa danh từ mà. Đúng rồi, lẽ ra bổ nghĩa trực tiếp Bangumi, nhưng còn cái Omoshiroi nữa. Thì cái cụm từ Omoshiroi Bangumi nó thành một
cô danh từ. Có rất nhiều chương trình thú vị giống như là kiểu như là thế nào thế kia, đúng không? Đó chính xác. Mà lại nhìn IAD này, đúng không? Dự New Idol đây là một mẫu câu rồi nên ba sẽ đi về hai luôn. Cô có dịch câu đâu? Chả mấy khi xem xe dịch câu cả, vì bước dịch câu là bước cuối cùng chúng mình làm với nhau nhá. Chuẩn xác chưa? Ngữ pháp bài 24 và hôm qua à, thế ạ? 3241 chính xác nhá. Rồi, lại sai câu cuối à? Tiếp câu số 7 nào, quyết phục thua ba câu tiếp theo nhá. Xem bên này có gì không ta? À đây, cô tô. Trên xe vừa nói đấy, dù là cô tô quá, cô tô ố, cô tô ní, cô tô gì, chắc cô tô cả chăng nữa. Mono, cô tô, wa ke, tô cô độ. Tất cả những này đi, Fujike. Từ trước rồi, có tận hai cái cô tô. Vậy tương đương có hai Fujike không? Có sư đự với Nai là Fujike, còn gì nữa? Nhưng mà vẫn chưa ra là vấn đề thì thêm một cái đi bạn ơi. Arimasen thì có bảo rồi. Arimasen thì chính là Nai vừa rồi đấy. Mà Nai đúng không? Nai có cái không có cái gì đó đi bây quá gà mố. Thế là biết chỗ nào mà chưa? Nào. Bình tĩnh chậm lại một tí nào. Hết sức bình tĩnh. Câu số 7 đấy, khi cô gợi ý thế rồi. Bốn bài cuối chính xác quá gà mố của mỗi cái này thôi. Nhìn thấy chưa? Chính xác. Có cái việc gì đấy? Nhìn thấy chưa? Mà mẫu câu của mình là gì đây? Đang phân vân ra hai cái Fujike. Nai Koto và Arimasen gà cơ. Không phải là không cơ, như đây kết thúc mất rồi. Thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái còn lại là mẫu câu rất hay gặp luôn. Shinbai suru koto wa nai, không cần thiết phải lo lắng đâu nhà. Không cần phải vội đâu nhà. Đó, tức là ra đáp án rồi, là đi thi là mình ghép cái này vào là xong. Đó, nhưng còn 2, 3, 2, 3, 2 chết nốt rồi nè. Đúng không? Thì đấy chính sẽ bảo rồi. Khi đã loại trừ được là 1 đi với 4 rồi cái cô tô này rồi, thì cái Fujike còn lại sẽ đi với cô tô này nữa. Đúng không? Là chắc chắn là 2 bà. Cô không dịch câu nhá, dịch câu đau đầu lắm nha. Rồi chính xác 1, 2, 3, 1, 4 đúng không đã? Có 7, 2, 3, 4 nữa nhá. Cả là cô đang nhìn nhầm, các bạn không comment số câu là cô bị loạn hết cả lên. Rồi chính xác, chốt đáp án 2, 3, 4 và đến câu 8. Bây giờ câu 8 nhá, comment hộ lại thế nào. Và cô nhìn đang chữa câu 7 mà cứ nhìn các bạn comment câu 8 mà thôi, loạn hết cả lên luôn. Xem có cái nào không ta? Có, ôi dồi ôi, xem vừa nói cái A được với cả Nai xong một đống đây luôn. Đúng không? Thì tìm hai cái gá quá mố có không? Có, quá hai cái quá này đây. Cái mố này cũng là mố, nhưng mố phải trước là danh từ thì chúng ta mới mố A được nha. Hay là mố Nai được nha. Chứ đây ní mố thì không phải đâu nha. Đấy, mố có dít có giáp đó. Đúng không? Đủ hai cái đây rồi. Đó, vậy chúng ta có mẫu câu đó là gì? Koshita koto wa nai, biết mẫu câu đấy không? Nên hai các bạn đi với bốn đội trên xe với, để hai bốn đi với nhau. Đó, khi hai bốn đi với nhau rồi thì bảo là hai cái gì đây quá đi với Nai này rồi, thì chắc chắn cái A đội này đi với các còn lại. Okane wa A đội, công nhận không? Nên chắc chắn là một sẽ đi với ba. Còn bây giờ ghét thế nào thì chẳng biết, đúng không? Xem nào. Đúng không? 1, 3, 2, 4 chính xác chưa? Chuẩn xác. Đó là xét về nghĩa của nó đúng nào. Vậy thôi. Không phải là gì đấy. Nhất định phải có tiền. Đúng không? Nhìn thấy chưa? Thế nhưng mà gì đấy? Có những thứ mà gì không thể đổi sang tiền được chẳng hạn ấy. Đúng không? Đó, mẫu câu. Cô chỉ tạo cô này không nhất thiết phải. Đúng không? Là phải có tiền mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng mà có những thứ mà đúng là sẽ không thể quy sang bằng tiền được. Chẳng hạn nhá. Mẫu câu đó chính là về được về, mẫu câu của nó sẽ là Fujike đi với Nikosa Koto wa nai, đúng không? Không nhất thiết nhưng mà có thì càng tốt nha. 1, 3, 2, 4, chính xác. Câu số 9 nào, mình đang thấy các bạn 3, 1, 3, 2. Bạn Bảnh Tại Việt Yên ơi, giờ khó quá. Bạn giúp mình comment lại đi. À rồi, đây rồi, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 2, xem đúng ta. 3, 1, 4, 2 à, câu 9. 3, 1, 4, xong đi với hai cả tổ mộ tố mà đi với Hà Na sự xong quà kê đi. Ok, quà kê lại bắt đầu thì quà kê cho dễ đi. Rồi chào Văn Anh Sàng, các bạn nhìn thấy chưa? Xin xin bảo rồi, chúng mình có mẫu câu quà kê ní quái ca nai, có nhớ không? Quà kê nào kẹo đi. Cô chỉ biết là lúc cô Lan bảo là cứ quà kê là mình tìm Fujike, chốt rồi đây có hai cái Fujike. Nhìn thấy chưa? Thì chúng ta có một cái căn cứ như thế này. Vì là cái mẫu câu quà kê nếu cái này là gì? Buộc phải làm cái gì đó hoặc không thể nào làm cái đó được. Thì trong cái mẫu câu vê độ đi, vì ở đây không có vê này đúng không? Cái vê độ quà kê nếu cái này là tôi không thể nào làm thế được. Thì nó phải đi với những cái động từ để trục đích, để mình không thể làm cái này. Dạ hôm nay em đi taxi đến, em đi ô tô đến, nên không thể nào lại uống rượu được ạ. Đúng không? Giám đốc mời mãi nhưng lương tâm cắn dứt lắm, nhưng em không thể làm được, đúng không? Nếu ra được gây tai nạn thì sao? Nó phải là chủ đích. Nên giữa hai cái vê độ, hai cái Fujike này, mình sẽ ưu tiên chọn hai. Đấy là hiểu bản chất của ngữ pháp đấy ạ. Nên câu 9, 2 phải để ra cuối, chứ hai bạn để đầu tiên là sai rồi. Dũng Sàng ơi, Lý Sàng ơi, Lý Sàng của câu nào ta? Comment lại xem đi nhá. Hai phải để cuối như bạn Việt Yên ấy. Ờ được, ok. Tiếp theo, nói ra cái gì các bạn nhỏ? Nhìn thấy chưa? Nào, câu 9 này chọn gì đây?
Đó, 1, 4, 3, 2, chính xác chưa? Đó, thất vọng một cái gì đó và ai thất vọng nữa này. Xong rồi nói ra cái gì? Hà ra sự mình lúc mình chọn đáp ở đây thì mình biết là nói ra cái gì đó vào đây. Ố này, nói ra sự thật là bí ẩn, vào đây. Thế là xong rồi đã, đúng không? Đi thi này là ra vào đấy, đúng không? Nhưng mình vẫn thêm một cái vào. Thì đó, tha tô mộ từ đương nhân phía trước là phu chữ kê. Vậy một chắc chắn mình đi 4, 1, 4, 3, 2 mới chính xác. Đó, chính xác, lý rằng chuẩn xác, thủy rằng ok nhá. Hồ sen là 3, 1, 4, 2 là sai mất rồi. 2 đúng ở cuối như 3, 1, 4, 2 sai nhá, nhìn thấy chưa, bởi vì là không thể hà na sự cả tổ mộ tố hà na sự được, nói xong lại nghĩ, nói mới nghĩ lắm thế mà hành động thôi chứ, đúng không? Chính xác, bố ạ, bố thất vọng ạ. Đấy thì mình nghĩ là bố thất vọng đấy, thế là với tôi mình đành phải nói ra sự thật thì biết làm sao nhá. Rồi đó, tiếp theo ba câu nữa nào, chốt đơn nào. Ba câu tiếp theo bạn ơi. Nào đây chúng mình xem có lại quá độ này rủ hồi đấy thì trong một chuỗi là cô sẽ đưa ra rất nhiều được những cái quy tắc cho các bạn để áp dụng cho mọi câu chứ không chỉ trong mỗi câu này, các bạn nhớ không nhá. Đấy, a đội trên xe bảo gì nhở, quá gã mố có không ta, có không ta, đấy xem có nhớ ra không, hoa mắt đấy hả? Ngại làm thôi chứ làm rồi thì sẽ không hoa mắt nữa đấy, cứ áp dụng những quy tắc mà vừa rồi xem mới chia sẻ được vài quy tắc rồi là đã làm được kha khá rồi còn gì nữa, đúng ạ. Thứ nhất nhá, là ngữ pháp N5 rồi. A được ở bên nay như sao mà nói tìm quá gà mố, có mỗi cái mối thôi. Ok, bố vào đây. Tiếp theo nữa, mẫu câu shi cả nai, hô cả nai, yô đi hô cả nai phía trước sẽ là V được. Nên là một sẽ đi với hai đã. Rồi tiếp theo, shi dư cả ní nó là một tính từ bổ nghĩa. Shi dư cả bình thường nếu là shi dư cả na, bổ nghĩa danh từ. Shi dư cả ní đảm bảo sẽ bổ nghĩa động từ và động từ duy nhất đây chính là từ mặt chữ này. Thế là xong rồi đấy. Đúng không? Mình sẽ để ba bổ nghĩa cho một, đúng không, 3 1 2 4 chính xác đó, không thể chủ quan nữa, đúng rồi, cứ bình tĩnh làm thôi. Như mày nhìn thấy chưa, mình biết cách làm, mình hiểu cách làm thì mình sẽ tự tin chắc chắn hơn chứ không phải là chắc thế đoán là thế. Liệu cái xác suất này có đúng không ta nhờ, 3 1 2 4 chuẩn luôn. Đấy đang ở câu 10 này bạn Lý à, chọn 1 2 3 4 kìa, 1 2 đúng rồi, 3 nhưng không thể bổ nghĩa 4 được. Bạn ý nhé nhá, mình sẽ chỉ cho bạn xài đâu nhá, quan trọng thế. Ba là một tính từ đôi na, shizuka mà, N5 nhá. Bổ nghĩa koto nếu muốn là dành shizuka na koto, những điều thầm lặng, những điều im lặng gì ấy cơ. Đúng không, như đây shizuka ní phải bổ nghĩa động từ. Đúng không, hiểu bản chất nó là ngữ pháp đó anh em, nhớ. Còn một câu nó shikoto buji ni, nani nani, đây từ này cũng thế này. Đúng không, chắc chắn chỗ này chân sẽ nghĩ là sẽ phải bổ nghĩa cho một động từ. Một cách thế nào đó bình an vô sự này. Tôi chết dấu phải này chả liên quan đằng sau, chả chả sơ muối được gì, chả căn cứ được gì nữa cả, bởi vì nó tách thành mệnh đề câu rồi, nó chỉ liên quan đến trong cái phần 1, 2, 3, 4 của chúng mình thôi nhờ. Nào coi, một là 2, 1, 4, 3 chính xác không ta, 2, 1, 4, 3 nhanh quá, được. Chúng mình có mẫu câu đó là ní hô cà nà này, nhớ không, nà lên dự kệ đi, nó chính là ní hô cà nà đấy, nên là 4 chắc chắn phải đi với 3, nhìn thấy đã, xem đúng đã. À, 3, 4 trước cà là ní hô, cô xin lỗi, xin lỗi bạn. Đấy, nó nhầm một tí đấy, đúng không? Đang bảo là ní hô cà là nai thì phép nhầm đó. Thử xem các bạn làm có đúng không. Xin lỗi các bạn nhá, trở lại nào đấy. Đã có ní hô cà nai thì phải là gì đấy? Đúng không? Ní hô cà nai thì không phải 3, 4 mà phải là 4, 3. Chính xác đấy, có thấy phải đúng không? Hay xem nhìn nhầm ta? Bị loạn mất ta? Ní hô cà nai đúng rồi đấy, phải nói nhiều quá bị sai mất. Rồi, chính xác. Gì đến ta nhỏ? Rồi chính xác đúng không, bây giờ tìm động từ, có động từ nào đấy không, trong cái đống này đây là danh từ mất tiêu rồi, đây là tính từ à, yokata tính từ mất rồi, đây mẫu câu mất rồi, có mỗi cái động từ thôi, kết thúc đúng không, xong xuôi một cách an toàn may mắn rồi, không có trắc trở gì hết được, hai điều đây đấy, 4, 3 đi với nhau, hai đầu rồi, một đi vào đầu ta, đúng không, thì cái gì các bạn ơi, nhìn nào, cái gì nó tốt và đây là một tính từ, phán đoán cái gì đó tốt xấu quá gà mố, nên chắc chắn là 2 1 4 3 chứ còn gì nữa, bê nó vào trên dây cái nhớ, xong phim, 2 1 4 3 chuẩn xác, nốt vào đi cho chính xác, chuẩn chưa? Đấy, ok. Tiếp theo câu cuối cùng, có một câu duy nhất, một câu duy nhất để chúng mình đi ngủ nào. Câu này các bạn chọn gì đây, câu 12 xem nào, chúng mình sẽ có lại có quà kê này rồi, ôi đã có quà kê đi với fuchike, chết rồi, đấy có nhiều fuchike quá bạn ạ. Cái này nhưng chắc chắn là tối ưu quà kê bọn nào ta, được không ta? Không phải đúng không, chỉ có qua cái đỡ này có tối ưu cái đỡ này, như trong chập này có dùng không ta, mà lấy phải phân biệt áp lực ba cái này nên mình không thử vội nhá. Nhưng cô nhìn thấy này, cái gì nhỏ, yameta có kimochi cảm xúc rằng thì mà là, thì cô nghĩ hai đi với một sẽ hợp lý hơn. Đúng rồi, mình đó bạn Việt Yên ơi, bạn đang để là 3 1 4 2 là của câu nào ta,
Câu 12 à? Đấy, nếu mà câu 12 thì đang để 21, chúng nó cách xa nhau chưa chưa rẽ đôi uyên ương, thế này là sai mất rồi này. Nhìn thấy chưa? Sai nhá. Tối yêu kimochi mố. Mà wakanai là biết cái gì đó thì có thể đi với tố như vừa rồi ấy, đúng không? Như là biết cái gì đó đi với wakanai mố, ni hongo ga, ni hongo mố wakarimasen chẳng hạn ấy. Đúng không ạ? Nên là gì đây? Hai đi với một và đi với gì? Đi với bốn. Mà cảm xúc gì đó, kimochi, cảm xúc rằng thì mà là vui buồn cái gì đó, đúng không? Và đây là những cái mong muốn, cảm xúc là muốn nghỉ việc rồi, nên là ba sẽ đi với hai và chúng mình sẽ là 3, 2, 1, 4 mới là phương án chính xác, chuẩn luôn, đúng không? Hầu như mình không dịch mấy các bạn ạ. Mình không dịch câu bởi vì dịch câu nó là bước cuối cùng. Nếu mà mình chưa quen thì mình sẽ làm, mình dịch lại cho nó chắc ăn thôi. Chứ còn bản chất của dấu sao, bản chất của đục lỗ là chúng mình làm sao, nó là phần ngữ pháp, thế nên phải đi từ ngữ pháp mà ra, nhớ. Em tưởng ba đi với một, ba đi với một, ừ đúng, có ba, ừ ba đi, ừ, đúng là hiểu rồi. Có thể như hôm nay có bổ nghĩa tối ưu này nữa, đúng không? Nên sẽ dễ nghĩ ra là gì? 3, 2, 1, 4 là chính xác, đúng không ạ? Ừ. Rồi chính xác, nếu không là nó bị sai mất đấy, đúng không? Em gắn ngũ pháp vô để đấy, ngũ pháp được mà, đúng không? Vì bản chất, nhớ bản chất đây là 3 phần 1 là 7 phần 8 phần 9, nó là ngữ pháp mà, nên phải đi từ ngữ pháp chứ đừng đi ngay cả bài đó sao cứ nghĩ là dịch câu, không phải, nó là ngữ pháp. Bài đục lỗ cứ nghĩ là hiểu ý tác giả này nọ, dịch cho đứa nào dịch hay hơn, dạ không ạ, à, đúng không? Bài đục lỗ, bài điền từ đoạn văn ấy, nó chỉ điền đúng vào cái ngữ cảnh của cái câu ấy thôi, dịch đúng câu đấy mà thôi, vì nó là những từ nối, nó là cách chia ngữ pháp mà. Rất hiếm câu, nếu mà nối để nối giữa câu trước câu sau thì cần dịch để hiểu nghĩa, đúng. Thế nhưng mà bản chất vẫn chỉ đọc cái câu chứa nó thôi, chứ đừng có đọc cả bài sâu chuỗi nó vào, không cần thiết. Nhớ chưa, bị sa đà đấy nhá. Ừ. Làm theo chống cũng có một cách, đúng không? Ok, chính xác, một cách có, tức là suji gá tô độ đẹp xác, tức là mình kiểu như làm hiểu được cái mấu chốt, cái sừng của nó, đúng không? Chính xác. Theo C mà loạn luôn ạ. Cứ bình tĩnh, cứ từ từ, đúng không? Vì bạn chưa hiểu bản chất của nó, bạn cứ thử làm theo cách của bạn, theo tổ tiên hay thần linh mới bảo đi, nó còn loạn hơn nữa và xác suất đúng nó còn, nó không, nó ít hơn ấy, đúng không? Nhưng mình đi từ ngữ pháp mình sẽ chắc chắn được. Chứ đi về ngữ bạn thấy đấy, bỏ bớt trợ từ, đúng không? Thêm chỗ này lắp sai chỗ kia bạn vẫn hiểu nghĩa, nhưng khi đã lắp đúng rồi thì hiểu nghĩa là chuyện lại đơn giản quá, nhớ chưa? Nhá, thì cứ dần dần lý rằng nó học cái lớp của trên xe, đúng không? Mai mới khai giảng mà, đúng không? Thì yên tâm là sắp tới chúng mình sẽ có những cái chia sẻ rõ hơn những về những phần này, làm sẽ nhanh hơn, đúng không? Đấy, làm sẽ hiểu rõ hơn về nó nữa nha. Ừ. Rồi hôm nay chúng mình sẽ có một phần nho nhỏ như vậy nhá, đúng không? Để hôm sau chúng mình sẽ có những cái phần tiếp theo nữa. Thế nên là cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của Gen Z. Chúng mình sẽ hẹn nhau ở trong những buổi livestream tiếp theo. Hãy minasan otsukaresama desu. Cảm ơn các bạn, và các bạn muốn Sensei tiếp theo những livestream về những phần nào nữa chẳng hạn thì các bạn hãy comment nhé. Hãy comment hoặc nhắn tin cho Sensei này. Có những khó khăn thì có thể những bạn đang theo lớp của Sensei, thậm chí có những bạn đang tự học, Sensei sẵn sàng phải cung cấp những cái nguồn tài liệu, những cái đề thi, đúng không? Đề thi thật các năm, đề thi ở những cái sách tham khảo nữa chẳng hạn, đúng không? Cày thật nhiều, giai đoạn này là giai đoạn cày đề rồi, còn chưa đầy 2 tháng ở đâu, thế nên chúng mình sẽ cố gắng nhé. Cứ inbox vào Sensei. Chắc các bạn đều biết đến cái nhóm chinh phục nàng hành cô Dê, đúng không? Đó thì có nick My Line của Gen Z ở đó, thì chúng mình sẽ cùng chia sẻ với nhau. Gen Z sẵn sàng, luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp cho các bạn. Quá trình các bạn tự học, có những vướng mắc nào đó, Gen Z luôn sẵn sàng hỗ trợ nha. Ừ.